Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh mà các bộ đang thực hiện theo yêu cầu của chính phủ. Về mặt pháp luật, không bắt buộc phải lấy ý kiến đối tượng chịu tác động vì không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng việc lấy ý kiến rộng rãi các phương án sẽ thể hiện được thái độ nghiêm túc, tinh thần cầu thị của các cơ quan quản lý trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Hơn nữa, nhắc đến điều kiện kinh doanh thì không ai khác mà chính cộng đồng doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động trực tiếp. Vì vậy, việc tham vấn ý kiến cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần tăng tính hợp lý, khả thi của các điều kiện kinh doanh khi ban hành. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi tiếp tục bàn về chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh cần lắng nghe doanh nghiệp. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị, trong 3 chương trình đã phát sóng với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh cần lắng nghe doanh nghiệp, chúng tôi đã thống kê lại rất nhiều điều kiện kinh doanh làm khó doanh nghiệp từ những lĩnh vực rất nóng và phổ biến trong vài năm qua như doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh khí, doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo hay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực rất đặc thù như giáo dục. Nhưng trên thực tế, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác đã và đang còn khó khăn trong quá trình kinh doanh của mình. Ví dụ như các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ghi nhận sau của chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo điều tra của Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam, sau 4 năm thực hiện Nghị định 210/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp phải thực hiện 16 bước với 40 văn bản liên quan mới nhận được hỗ trợ từ Nghị định như xin giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng, khảo nghiệm, nhập khẩu thiết bị công nghệ cao. Qua rà soát ở các địa phương, doanh nghiệp phải thực hiện tới khoảng 16 bước, với gồm khoảng 40 văn bản có liên quan mới triển khai được các dự án đầu tư và nhận được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định 210. Trong đó khó khăn nhất là thủ tục hành chính như xây dựng, đất đai, môi trường, hỗ trợ đầu tư, như xin chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng và đặc biệt là các giấy phép con. Khi chúng tôi đã lập dự án, đã trình tỉnh rồi, trình bộ rồi, trình ai đó cũng được, nhưng mà đã duyệt cho chúng tôi dự án đó rồi. Thiết bị chúng tôi mua nước ngoài, ký hợp đồng chúng tôi không có cái chuyện đằng ABC gì cả. Thiết bị chúng tôi là 10 triệu đô thôi. Thì đến khi về nhà máy chúng tôi xây dựng, quyết toán để thiết kế cả này là 100 tỷ hay là 200 tỷ hả? Thì anh hỗ trợ tôi 10 tỷ à, xong nhà máy bắt đầu hoạt động, trả cho anh 10 tỷ, thế xong khỏi bị kiểm toán, khỏi bị lôi thôi, khỏi bị chìm vào ABC. Có phải nó dễ không? Mà chúng ta phải làm bao nhiêu thủ tục như anh Ngọc thì về nó không có gì. Thế để mà lấy thủ tục. Khi doanh nghiệp hình thành được thương hiệu gạo nội địa rồi, đăng ký danh hiệu nhà nước rồi thì chỉ cần đăng ký một lần và xử lý lợi dụng vĩnh viễn, chứ không đăng ký lại hàng năm như hiện nay rất bất tiện, tốn kém thời gian, tiền bạc. Hiện nay tập đoàn Lộc Trời chúng tôi có thương hiệu gạo hàng Lộc Trời, nhưng mà hàng năm đều phải đăng ký lại, hàng năm phải xin là đăng ký gạo hàng Lộc Trời là cái thương hiệu đó được xài vĩnh viễn, không phải đăng ký lại hàng năm. Bên cạnh đó, điều kiện được thụ hưởng chính sách của nghị định thiếu tính khả thi do nhiều tiêu chí có định mức quá cao hoặc khó xác định nên doanh nghiệp khó tiếp cận chính sách. Ví dụ, để dự án được hưởng ưu đãi hỗ trợ, một trong các điều kiện là sản phẩm chế biến phải tăng giá trị 2 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu, phải sử dụng tối thiểu 60% nguyên liệu và 30% lao động địa phương. Trên thực tế, hầu hết các dự án rất khó đạt mức tăng tỷ lệ giá trị chế biến trên 2 lần. Doanh nghiệp phải sử dụng cả nguyên liệu của các địa phương khác và lao động tại địa phương chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu chuyên môn, tay nghề để làm việc. Bên cạnh đó, qua gần 20 năm thực hiện, pháp lệnh giống cây trồng đã bộc lộ rất nhiều bất cập, khập khiễng với những quy định của luật khác như luật sở hữu trí tuệ, nên ngoài việc gặp rủi ro thời tiết, còn gặp khó trong chính sách, khiến cho doanh nghiệp nông nghiệp đã gặp khó lại càng thêm khó. Tôi làm được một cái 14 năm rồi, chưa ra được một cái đường. Nhưng mà chưa ra thì đã có ông khác đưa đi khảo nghiệm DOS cùng rồi. Vì quy định của luật trồng cây trồng thì pháp lệnh giống đầu là phải sau 3 vụ khảo nghiệm không trùng tên. Có nghĩa là nó phải là 2 năm đến 3 năm. Thế nhưng mà khảo nghiệm đưa đi khảo nghiệm BOS cho nên mấy rồi, năm sau lại phải cùng mình. Thế là mình chưa xong cái quy trình của mình thì đã có khác rồi. Một ví dụ khác, trước năm 2016, doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc mua thuốc của ai, nhập về sản xuất thế nào. Nhưng theo thông tư 13 năm 2016 về quản lý thuốc thú y, quy định nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất thuốc thú y thì doanh nghiệp phải có giấy phép nhập khẩu, dù số lượng nhỏ. Khi về cảng, cơ quan nhà nước lấy mẫu kiểm nghiệm nếu đạt thì cấp phép. Theo doanh nghiệp, điều này chứng tỏ cơ quan nhà nước ôm lấy phần việc của doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp nhập về phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bán ra theo tiêu chuẩn sản xuất, hậu kiểm là các cơ quan quản lý ngành thú y. Điều này gây bức xúc cho doanh nghiệp rất nhiều.
Bên cạnh đó, theo phản ánh từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, luật trồng trọt nhiều đề xuất không thực hiện được, cụ thể như quy định quản lý tất cả giống cây trồng từ chính đến phụ, cây trồng phụ do chính phủ quy định, nếu không đăng ký, không công bố thì dần không được sản xuất. Đây là điều rất phi lý, vì hiện nay có mấy vạn giống cây trồng phụ như dược liệu, lâm nghiệp, hoa, rau, mấy chục vạn tồn tại trong sản xuất, trong khi luật quy định, nếu không công bố thì dần không được sản xuất. Vậy ai đứng lên công bố cho dân sản xuất mấy chục vạn giống cây trồng này? Theo doanh nghiệp, từ trước đến nay chưa nước nào quy định công bố như vậy, trong khi luật tiêu chuẩn và quy chuẩn đã quản lý rất chặt vấn đề này. Trên đây chỉ là một số ví dụ điển hình cho thấy nhiều quy định gây khó cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong những cuộc điều tra khảo sát doanh nghiệp do VCCI hay Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM tiến hành gần đây, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực tồn tại nhiều điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp nhất. Tính đến hết quý 2 năm 2018, ước tính cả nước có khoảng hơn 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chiếm khoảng 8% tổng số doanh nghiệp hoạt động trên cả nước. Không thể nói, giấy phép con, thủ tục hành chính là toàn bộ nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp nông nghiệp vừa ít lại vừa hoạt động kém hiệu quả so với những lĩnh vực khác. Nhưng rõ ràng, đây cũng sẽ là khó khăn cần phải tháo gỡ để thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố, đối với đợt rà soát cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2018, sự cởi mở đối với cộng đồng doanh nghiệp giữa các cơ quan soạn thảo là khác nhau. Có những bộ rất thiện chí, trong quá trình soạn thảo đã công khai phương án phối hợp với đại diện của cộng đồng tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp và có những giải trình rất minh bạch về việc tiếp thu hay không tiếp thu các ý kiến đóng góp. Nhưng cũng có những bộ, VCCI chỉ nhận được những thông tin về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, nghị định về điều kiện kinh doanh qua Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, hoặc khi tham gia họp thẩm định tại Bộ Tư pháp, dù đích thân Thủ tướng đã chỉ đạo VCCI tham gia vào quá trình rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được đánh giá là bộ vào cuộc tương đối sớm trong việc lên phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên ngành. Để tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, Nghị định số 57 năm 2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đã được Chính phủ ký và ban hành vào ngày 17 tháng 4 vừa qua. Các chuyên gia và doanh nghiệp đã đánh giá cao động thái này của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nghị định rất nhiều, chúng ta phải từng bước đưa nó vào cuộc sống thôi. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện những cái điều đó như thế nào. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là bộ thứ hai sau Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ một lượng lớn điều kiện kinh doanh. Ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bộ này đã thông báo về kế hoạch cắt giảm các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp do bộ này quản lý. Tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh ban đầu là 345 điều kiện, tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị bãi bỏ, sửa đổi là 118 điều kiện, chiếm 34,2%. Đối với hai pháp lệnh, ba nghị định có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được Bộ sửa đổi, bổ sung theo tiến độ của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Bộ tiếp tục tổ chức rà soát sâu hơn đối với 508 thủ tục hành chính còn hiệu lực và đề xuất bãi bỏ đơn giản hóa 287 thủ tục hành chính, chiếm 56,5%, gồm bãi bỏ 81 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 205 thủ tục hành chính. Liên quan đến mảng điều kiện đầu tư kinh doanh, liên quan đến thủy sản, lâm nghiệp, rồi chăn nuôi, trồng trọt thì sẽ được sửa đổi và hoàn thiện khi mà xây dựng các cái dự án luật trồng trọt, luật chăn nuôi cũng như là hoàn thiện liên quan đến hệ thống pháp luật về thủy sản, lâm nghiệp vừa được Quốc hội thông qua. Thế còn lại là chúng tôi cũng rà soát là xác định có 4 nghị định sẽ sửa đổi để cắt giảm các cái điều kiện đầu tư kinh doanh mà như đã qua rà soát mà năm 2017 là chúng tôi đã nêu là cắt giảm 118 trên 345 cái thủ tục điều kiện đầu tư kinh doanh. Và ở đây thì chúng tôi cũng đề nghị là có cái văn bản là đề nghị báo cáo xin Thủ tướng Chính phủ là cho phép là xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định và theo trình tự thủ tục rút gọn. Theo thông tin mới nhất, đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Chính phủ dự thảo nghị định với đề nghị cắt giảm nhiều hơn so với dự kiến ban đầu là 241 trên 345 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm tỷ lệ 69,8%. Tuy nhiên, với dự thảo mới về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, một số doanh nghiệp vẫn còn áy náy về việc hiện thực hóa những tuyên bố cắt giảm của Bộ trong thời gian tới. Nguyên liệu nhập vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu ra đã phải chịu kiểm tra chặt chẽ cái hợp quy của sản phẩm.
nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi người ta đã phải chịu trách nhiệm tới cùng về cái sản phẩm, rồi kiểm tra nhà nước, thì cái nguyên liệu đầu vào này nên bỏ, rút ngắn thời gian, tiết kiệm được tiền bạc cho doanh nghiệp. Vì hàng trăm công thức thức ăn của họ cho lợn, cho gà, mà cứ mỗi cái lại mắc. Ông huyện ông cứ thế, ông nguyên tắc, ông nó bắt phải khảo nghiệm, tức là nó phức tạp. Cho nên cái chỗ khảo nghiệm thì nên hạn chế lại là thức ăn nhập khẩu, mà là thức ăn bổ sung chẳng hạn, thì mới khảo nghiệm. Còn không công thức thức ăn, bây giờ mỗi doanh nghiệp nó có trăm công thức mà không bắt khảo nghiệm cả, vì huyện nó máy móc là hơi phiền. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được xem như là một hoạt động tự thân của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, quá trình xây dựng, việc công khai hay không, lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của cơ quan rà soát việc cắt giảm điều kiện nào, đơn giản hóa điều kiện nào đều dựa vào đánh giá của cơ quan chủ trì. Tuy nhiên, việc được cùng tham gia vào quá trình đưa ra phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp có thể phản ánh được những nguyện vọng của mình cũng như cung cấp những góc nhìn thực tiễn của những đối tượng chịu tác động, qua đó giúp cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những quyết sách phù hợp. Điều này góp phần khiến hoạt động rà soát mang tính thực chất và chất lượng hơn. Việc mà xây dựng nghị định để sửa đổi các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thì ở cấp chính phủ, thì trên cơ sở mà đã là cấp chính phủ thì có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành cũng như là có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Và như vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà tạo cái sự đồng thuận cũng như là để tạo cái sự thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì nó cũng thuận lợi. Vì ở đây thì chính phủ là cơ quan sẽ là xem xét để trình ban hành cái nghị định này. Đối với luật đầu tư đã quy định những cái nội dung nào là có điều kiện thì chúng tôi kế thừa và đưa vào trong cái luật chăn nuôi. Thì trong đó là chăn nuôi là có điều kiện. Tuy nhiên cái điều kiện này thì cái thủ tục hành chính tới đây là phải thực hiện thì nó rất là đơn giản. Nó chỉ là một cái thủ tục mang tính chất là bắt buộc nhưng mà nó sẽ rất gần, rất thuận lợi cho cái doanh nghiệp và cá nhân. Và đặc biệt là không có phát sinh chi phí. Nó chỉ có phát sinh chi phí về phía các cơ quan nhà nước thôi. Là phải in ấn các loại giấy tờ và có cái đội ngũ cán bộ để thực hiện những cái hành vi đó giúp cho người dân. Thế còn đối với doanh nghiệp, anh chỉ làm mỗi một cái động tác là anh khai báo và đăng ký đúng cái nội dung của mình và không phải mất chi phí. Ta biết là bỏ những cái giấy tờ con hoặc cái điều kiện kinh doanh con ấy thì những cái đó rất là có lợi cho doanh nghiệp. Bởi vì chúng tôi cũng muốn là tạo ra những hành lang pháp lý thông thoáng để cho các doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh mà không phạm vào luật. Sửa đổi về luật như này thì chúng tôi nghĩ là khi các nhà soạn thảo về luật thì người ta cũng phải dựa theo những cái đó để người ta soạn. Tất cả những ý kiến đóng góp mà được cái ban soạn thảo chấp nhận và tiếp thu thì tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp rất là tốt để cho ra được một cái luật càng sớm càng tốt, tôi nghĩ là càng sớm càng tốt. Thế thì cái việc mà thay đổi cái phương pháp chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm thì cũng đã được chính phủ nói rất là nhiều và chúng tôi cũng rất là ủng hộ những cái phương án thay đổi như vậy. Và đối với những cái ngành nghề mà thực sự chúng ta thấy cái nguy cơ xảy ra đối với xã hội nó không thực sự quá lớn, và chẳng hạn như kiểu xảy ra nguy cơ chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được bằng những cái biện pháp liên quan đến dân sự hoặc là hành chính, xử phạt vi phạm hành chính chẳng hạn, hoặc là kiện đòi bồi thường trong dân sự chẳng hạn, thì trong trường hợp đó có lẽ chúng ta cũng cần phải hạn chế cái việc gọi là ban hành những quy định mang tính tiền kiểm, tại vì việc xin cấp phép trước nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái quyền tự do kinh doanh cũng như là ảnh hưởng đến cái sự linh hoạt của thị trường, cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp họ tự nhận xét xem, đánh giá xem họ có tuân thủ được hay chưa. Và khi họ cảm thấy họ được tuân thủ được rồi, họ tự công bố lên, rồi nhà nước và kết hợp với cả thị trường, với người tiêu dùng giám sát và đảm bảo sự tuân thủ đó, chứ không cần thiết cứ phải bám vào một cái miếng giấy đó. Bây giờ có rất nhiều cái công cụ hiện đại, những phương tiện hiện đại, công cụ thông tin, cơ sở dữ liệu, nhà nước có thể sử dụng cái cơ sở dữ liệu đó để kiểm tra xem ai đã đảm bảo tuân công bố tuân thủ rồi, và khi họ vi phạm thì nhà nước có thể dùng các hình thức xử phạt khác nhau, mà thậm chí có thể đình chỉ không cho sản xuất nữa, chứ không nhất thiết cứ phải dựa trên một tờ giấy với một cái quy trình thủ tục rất là tốn kém.
Với tư cách là đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh thì xin khẳng định không còn rào cản nào về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là khẳng định của ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp báo trước thềm hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua. Hy vọng với kế hoạch cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố, khẳng định trên sẽ được thực hiện hóa sớm nhất có thể trên thực tế. Phát biểu tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 9 năm 2018 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hiện các bộ ngành mới rà soát cắt giảm được 60%, còn tới gần 40% điều kiện kinh doanh cần cắt giảm. Đặc biệt, còn tình trạng đối phó như cắt giảm điều kiện này thì lại mọc ra điều kiện khác. Có lẽ đây chính là lý do khiến số lượng các doanh nghiệp từ giã thị trường không hề giảm bớt trong thời gian qua. Thời gian từ nay đến hạn 31 tháng 10 không còn nhiều. Đây là thời điểm các bộ ban ngành cần lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp nhiều hơn nữa để hoàn thành xong dự thảo cắt giảm điều kiện kinh doanh theo đúng tiến độ mà chính phủ giao. Đến đây thì chủ đề chính của chương trình xin được khép lại. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, có bạn Nguyễn Thùy Trang ở Bắc Ninh gửi thư về chương trình và hỏi: tôi có nhu cầu muốn tư vấn vấn đề cụ thể như sau. Tôi đang làm thủ tục thanh toán tiền thuốc là dược phẩm và vật tư y tế thì một cá nhân đã xuất hóa đơn bán lẻ thuốc cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì tôi thấy mã ngành nghề kinh doanh của người này là 59, nghĩa là kinh doanh bán lẻ khác. Tôi không hiểu với ngành nghề kinh doanh là bán lẻ khác thì liệu người này có thể kinh doanh thuốc được hay không? Và nếu đối với các loại thuốc không cần kê đơn thì có cần phải có giấy phép kinh doanh ngành nghề thuốc mới được bán hay không? Xin cảm ơn luật sư. Mời luật sư trả lời. Cảm ơn câu hỏi của bạn Trang. Đối với câu hỏi của bạn Trang, tôi xin trả lời như sau. Theo quy định của luật doanh nghiệp thì tổ chức hoặc cá nhân hoàn toàn có quyền được chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh của mình. Và sau khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh của mình, tổ chức cá nhân phải thực hiện hoặc việc đăng ký kinh doanh ngành nghề mình đã lựa chọn và kinh doanh đúng ngành nghề mình đã đăng ký. Thì trong trường hợp này, theo thông tin mà bạn cung cấp, ngành nghề kinh doanh của cửa hàng bán thuốc là mã ngành 59 là bán lẻ khác, thì chiều theo quy định pháp luật tại quyết định số 27 năm 2018 thì không phù hợp, bởi vì theo quyết định số 27 năm 2018 thì mã ngành nghề của bán lẻ thuốc là 4772 chứ không phải 59. Vì vậy cho nên trong trường hợp đăng ký kinh doanh mã ngành 59 mà kinh doanh dịch vụ bán lẻ thuốc là không đúng quy định pháp luật. Thưa luật sư, có anh Nguyễn Văn Thi ở Hà Nội gọi điện về chương trình và hỏi: công ty chúng tôi muốn chuyển trụ sở chính đến một địa điểm khác ở trong tỉnh thì phải làm thế nào? Công ty của chúng tôi là công ty cổ phần, mong được nhận được sự tư vấn nhanh chóng từ phía luật sư ạ. Xin cảm ơn luật sư. Mời luật sư trả lời ạ. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên là chúng tôi trả lời cũng sẽ được gãy gọn hơn so với một số thính giả khác. Thì trong trường hợp câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là bạn muốn thay đổi trụ sở chính trong tỉnh nhưng bạn không nói rõ là có trong cùng một quận hay không. Thì trong trường hợp nếu như bạn thay đổi từ quận nọ sang quận, từ quận này sang quận kia thì bạn phải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế người ta cho bạn một cái văn bản đồng ý chấp thuận bạn chuyển sang quận khác, và bạn phải thực hiện hết các nghĩa vụ thuế của mình đối với trụ sở cũ. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ đối với trụ sở cũ thì chi cục thuế của trụ sở cũ sẽ cho bạn một cái văn bản, và kèm theo cái văn bản đó bạn sẽ phải gửi thông báo lên Sở Kế hoạch Đầu tư. Kèm theo thông báo của Sở Kế hoạch Đầu tư thì bạn vẫn phải có biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở, và bên cạnh và kèm theo thông báo ngoài cái biên bản họp của đại hội đồng cổ đông ra thì bạn cũng phải có quyết định về việc thay đổi trụ sở. Và trong thời hạn 3 ngày, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xem xét hồ sơ của bạn. Nếu trong trường hợp hồ sơ của bạn chưa hợp lệ thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản và nêu rõ lý do chưa hợp lệ. Còn nếu trong trường hợp hồ sơ của bạn đã hợp lệ rồi thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xem xét và cấp phép cho bạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với địa điểm trụ sở kinh doanh mới theo như bạn đã đăng ký. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần.
quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.